Chúng ta đang cài xong cái Laravel và chúng ta tiến hành đang dừng lại ở cái phần route này đúng không? Chúng ta mới chỉ dừng lại ở cái việc là tạo ra route mới này, xử lý logic, là xử lý cái ra màn hình này. Ôi giời, nhấp nháy nhỉ? Xử lý ra màn hình này hoặc là xử lý ra một cái đoạn text này và tạo ra một cái file RAW mới để cho chúng ta làm nó dễ đúng không? Thì hôm nay chúng ta sẽ sang một phần tiếp theo, đó là chúng ta sẽ học thêm, học sâu hơn về cái RAW này. Nó có rất là nhiều cái hay ở trong cái RAW này. Thì chúng ta vào trang chủ của Laravel đi. Mở mạng ra, mở trình duyệt ra. Laravel Doc 5.6 thì phải. Đây chúng ta vào cái basic này xong, routing này. Được chưa? Thì cái route của chúng ta trong Laravel này này, nó chấp nhận cho chúng ta nhận các cái, tôi sẽ đến phần route parameter, tức là tham số trên đường dẫn. Được chưa? Thì ví dụ như này gọi là tham số này. Như tôi vào cái tôi sẽ vào cái web.pp này, tôi sẽ xóa hết đi nhá. Tôi xóa tạm thời, xóa hết đi nhá. Tôi làm lại. Chúng ta sẽ có cái route ./get test param, được chưa? Phải function. Và ở đây chúng ta phải nhận cái request ở đây. Đây chúng ta sẽ có tham số đầu tiên này. Tham số đầu tiên này. Được, nhận bắt đầu tham số là có cái đóng ở ngoài như này. Sau đó tên tham số lên name mình lại. Ở đây chúng ta có thể nhận cái biến là name. Và cuối cùng ở đây dưới thì chúng ta tiến hành return cái biến name này. Các bạn thử đi, cô thử đi. Được chưa? Chạy thử nhá. Giờ chạy nó dùng câu lệnh gì? Dùng lệnh gì? PHP PHP artisan gì? Serve. Serve. Và vào tab mới localhost 8000. Đây vào Laravel nhá. Bây giờ đến sược test-param đúng không? Sược thiện th chẳng hạn. Các bạn thấy không? Cái tham số trên này như nào, ở dưới này bắt như vậy. Đấy chưa? Tiếp theo là T3HPP. Đấy chưa? Chúng ta lấy được cái giá trị được định nghĩa ở trên URL này. Đúng không? Lấy ra chưa? Đó. Và trong một URL. Xong đi đã, các bạn xong đi đã. Có bạn nào bị lỗi không? Xong chưa? Rồi. Chạy hết rồi gì? Có ai bị lỗi thì báo nhá, tôi xuống tôi giúp. Xong hết chưa? Rồi, tiếp theo này. Trong một cái đường dẫn chúng ta có thể nhận nhiều tham số. Đây, như này. Age. À. Ví dụ tôi thích tôi viết đây là tuổi có được không? Viết này có được không? Theo các bạn tôi viết như thế này có được không? Ở đây là biến, là biến tham số là biến age. Ở đây tôi viết là tuổi. Có được không? Không, thử nha. Cộng đô la tuổi. Đúng không? Tôi cộng thêm với cái chuỗi là trừ. Test. T3H này, 10 tuổi. Thấy sao? Có chạy không? Đấy.
T3HTP10. Sao? Có chạy không? Chạy chứ. Bởi vì cái tham số, bởi vì cái này nó là các cái giá trị truyền vào cho tham số này. Được chưa? Tham số mà. Thì ở cái hàm, ở cái giá, các cái giá trị hứng tương ứng này này, nó không quan trọng là tên là như nào, nó quan trọng là vị trí. Được chưa? Ở đây vị trí là cái gì? Thì cái biến này sẽ có giá trị tương ứng như vậy. Chứ không nhất thiết là các bạn phải đặt trùng tên đâu nhé. Để ra lưu ý. Đấy là cách lấy tham số trên đường dẫn của chúng ta. Được chưa? Không nhá. Chạy không? Tiếp tục nhá. Thế nếu mà bây giờ tôi làm này có được không? Tôi làm này có được không? Tôi enter xuống có chạy không? Vì chưa truyền nhưng mà nó tôi có định nghĩa cái này là chính chứ sao lại cái này lại liên quan gì đến cái này? Rồi. Lỗi ngay. Chính xác. Những cái thứ chúng ta lưu ý này, những cái thứ này này, những cái thứ này chúng ta gọi là tham số đúng không? Và ở trong cái tham số này chúng ta có một khái niệm là tham số bắt buộc. Nhớ nhá, tham số bắt buộc. Thì tham số bắt buộc ấy là cái tham số này khi mà gửi lên URL ấy, bắt buộc nó phải có, không có thì báo lỗi. Được chưa? Không có thì nó sẽ hiểu đây là một cái URL khác chứ không phải là chính nó, cho nên nó sẽ đẩy ra một trang rỗng. Được chưa? Tham số này là kiểu dạng là tham, chúng ta gọi là tham số bắt buộc. Bạn thích ngồi đâu thì ngồi. Ngồi xuống dưới kia cũng được kìa. Yeah. Cẩn thận tí có thằng nào ở dưới nó cắn này. Bọn này trông thế răng sắc lắm. Được chưa? Những cái thứ này chúng ta gọi nó là tham số bắt buộc. Nhá. Yeah. Nếu chúng ta có cái thằng edge này nó là không bắt buộc chẳng hạn thì chúng ta thêm một cái khoảng chấm vào đây. Cái này ấy, người ta gọi nó là ôi giời ơi, to fill argument. Thì đây cái tuổi này chúng ta khi mà có tham số không bắt buộc ấy, thì chúng ta phải gán cho nó bằng cái giá trị mặc định. Thấy không? Không có thì phải gán cho nó bằng cái giá trị mặc định để cái biến hướng này nó bằng cái giá trị mặc định đó. Được chưa? Thì ở đây chúng ta có hai loại, nhìn đã, từ từ bình tĩnh. Chúng ta có hai loại tham số trong Laravel. Một loại là cái loại đây, require parameter. Đúng không? Parameter là tham số, require là bắt buộc. Yeah. Loại thứ hai là optional parameter, là tham số tùy chọn. Đây. Cứ cái nào là tùy chọn thì nhét thêm cái hỏi chấm vào đuôi. Và cái biến hướng của nó theo đúng thứ tự nhé. Nó không quan trọng tên như lúc nãy, nhưng mà theo đúng thứ tự là phải có một giá trị mặc định cho cái biến hướng. Được chưa? Cái này rất cần phải lưu ý. Đó là về cái khái niệm tham số của chúng ta. Tôi chết mẹ rồi. Hình như cái video của lớp tối hôm qua tôi còn chưa up lên. Hỏng 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 hỏng. Không, tôi up lên YouTube. Không, của lớp tối hôm qua của tôi cơ. À đây rồi, lên rồi, may quá. Mình tưởng mình chưa up. Tao không biết gì à? Xong chưa? Có theo kịp không? Bạn ấy. Hôm trước em nghỉ à? Thế bạn nam ở dưới ngồi lên đi đó. Để hướng dẫn không? Không. Mình phải tôn trọng phụ nữ chứ. Nhanh, lên đi. Cứ coi như là hôm nay coi như nó là phụ nữ đi. Thôi thì em tôn trọng phụ nữ vậy. Chịu khó xuống ngồi với nó. Nếu hôm nay chuyển thành sinh gái là được.
Được chưa? Các bạn có chạy được không? Dễ đúng không? Phần này chưa có gì cả. Nào, tiếp tục này, tiếp tục cái phần nào, quay đây. Tiếp tục cái phần này. Thì chúng ta còn thêm một cái vấn đề nữa. Đó là chúng ta mới chỉ lấy giá trị của những cái URL này thôi. Thế nếu mà những cái giá trị gửi lên mà không thông qua URL làm nào? Đúng không? Tức là gửi từ form request dạng post lên thì làm nào? Đúng chưa? Thì giờ làm sao để lấy được? Chúng ta sẽ có như sau này. Thực ra dạy cái phần này hơi sớm một tí, nhưng mà thôi tôi cũng vẫn cứ hướng dẫn các bạn. Chúng ta sẽ có biết cái namespace không? Biết cái namespace là cái gì không? Không biết á? Cái ngôn ngữ nào nó cũng có namespace chứ không phải chỉ có C#. Không biết namespace đúng không? Rồi, ok, tôi sẽ dạy các bạn lại một đoạn về namespace này. Đây nhá. Tôi vào pptester.net nhá. Tôi có hai cái class A. Biết này. Class A nữa. Này có chạy không? $x bằng new A. Có chạy không? Và đam $x. Như này có chạy không? Có chạy không? Vì sao? Không xác định được cái A này là cái nào đúng không? Đây. Thực ra lỗi không phải như bạn nói đâu. Cannot declare class A because name is already in use. Tức là cái class A, tất cả các class thì chúng ta chỉ được định nghĩa một lần nữa. Chỉ định nghĩa duy nhất một lần nữa. Không được định nghĩa hai class trùng tên. Đúng không? Nhưng mà tôi vẫn muốn tìm đủ mọi cách để tôi tạo ra hai cái lớp trùng tên để làm nào. Đúng không? Thì chúng ta phải đặt cho nó mỗi cái thằng A này một cái namespace. Chúng ta sẽ có cái namespace. Namespace bằng ví dụ như kiểu là T3H chấm phẩy. Thằng ở dưới này tôi sẽ đặt cho nó class namespace. Namespace là T4H. Có được không? Thì bây giờ cái này tôi chạy, liệu có chạy được không? Sao không chạy được? Chạy bình thường. Bởi vì cái thằng này, cái thằng x này này, cái phạm vi của nó nằm ở trong cái lớp, trong cái namespace là T4H. Nó nằm ngay dưới đây. Cho nên nó sẽ, khi mà chúng ta new A ra ấy, thì nó sẽ mặc định nó hiểu là cái class A này thuộc về cái namespace là T4H này, và gọi cái lớp A. Được chưa? Trong trường hợp chúng ta muốn cái A này nó là cái file A này. Ví dụ chúng ta test ví dụ cái A này nó là cái này, thì chúng ta phải use cái gì? T3H gì nữa? Sườn A. Được chưa? Thì chúng ta chạy. Ôi giời. A name already, chúng ta phải s xxx A chẳng hạn. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có cái A này bằng xxx A run. Thấy không? Nó thuộc về cái x này thuộc về cái này. Còn cái này nó là cái kiểu dạng alias, là một cái kiểu dạng là biệt danh của cái lớp này. Được chưa? Thứ nhất tôi chứng minh là cái namespace nó có hữu dụng đã này. Thì bây giờ cái namespace nó là cái gì? Tôi có cái ví dụ như thế này. Kiểu dạng như chúng ta có một cái khu phố. Chúng ta có một cái khu phố như này. Có một nhà, đây là nhà ông X và một nhà bà Y. Cả hai nhà này đều có hai đứa con, mỗi nhà có một đứa con tên là Dũng. Dạ. Sau đó có một thằng bất ơ ở đâu đấy đến đứng trước cửa ở đây, gọi là Dũng ơi, cái thằng nào chạy ra thằng này. Mặc định trường hợp là cả hai thằng này đều có nhà.
cả hai thằng này đều thấy nó bọn mình chạy ra, đúng không? Mặc dù thằng này nó gọi là dụng ở cuối phố cơ, đúng không? Điều này xảy ra được. Và nhưng mà máy tính của chúng ta nó ngu đấy, nó không hiểu được cái việc là công việc của thằng này hay thằng này nó là cái kết quả đâu. Mà khi mà nó rơi vào trường hợp là hai thằng cùng được gọi ấy, thì nó không biết gọi nào, nó sẽ có lỗi, được chưa? Thì như vậy thì nếu chúng ta đặt cho cái thằng này một cái biệt danh tên là Tèo, một cái thằng này biệt danh tên là Tít, được chưa? Đến đây thằng này gọi, thằng này ví dụ là bạn của thằng này chẳng hạn, thì gọi là Dũng Tít, thì tự nhiên thằng này được xác định và chạy lao, thằng này không được xác định thì nó nhà, được chưa? Cái namespace nó giống như kiểu là một không gian tên. Trong cái không gian đấy thì mọi người có thể là trong không gian đấy thì mọi người không được phép trùng tên với nhau. Nhưng mà khác không gian, ví dụ trong nhà này, các bạn có thấy một nhà mà đặt hai thằng con tên là Dũng không? Không có. Nhưng mà khác nhà nhau thì chúng ta được phép mỗi nhà có một thằng tên là Dũng, đúng chưa? Đó, đấy là cái không gian tên. Và khi mà chúng ta sử dụng cái không gian tên ấy, thì cái thằng nào có nghĩa là gọi cái thằng đối tượng nào thì chúng ta thêm cái không gian trước của nó, cái namespace trước nó, ví dụ như T4H rồi sườn A thì là chúng ta khai cái username này, thì là khai báo từ đây trở xuống là tôi sẽ sử dụng cái thằng này, cái đối tượng này, được chưa? Thì đấy là cái khái niệm về namespace. Thì ở trong cái Laravel của chúng ta nó hoạt động theo cơ chế namespace. Cho nên các bạn thích sử dụng cái lớp nào, cái class nào ấy, thì các bạn chỉ đơn giản là use cái namespace vào là xong. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ use cái illuminate i cái tạ illuminate sược support thì sao? Sược re không có rồi. Sược http sược request đây rồi. Cái này các bạn không cần nhớ đâu, bởi vì tôi làm nhiều quá rồi nên tôi biết nhớ. Chứ còn các bạn có thể đi copy lại ở đâu đấy tùy. Đây, cái request nó là cái quản lý tất cả những cái tham cái thông tin mà từ trình duyệt gửi lên trên server của chúng ta. Được chưa? Use cái illuminate http request vào. Sau đó ở trong cái hàm này, cái hàm để xử lý logic cho cái route á, chúng ta có cái request, cái này là dependency injection, một cái biến request cách mình viết xuống dưới dòng đi. Có biết cái dependency injection này là như thế nào không? Biết không? Nếu khi mà chúng ta dùng như này, giống như trong CSAP nó có cái kiểu, đây là nhận một biến dạng kiểu dữ liệu request này, đúng không? Đúng không? Thì ở trong PP từ phiên bản P5.6 trở lên, như là 5.7 từ bản P7 trở lên là chúng ta cũng được phép dùng như này. Nhưng mà cái ý nghĩa của nó khác một chút. Các bạn dùng như này tương đương với cái việc là bỏ cái dòng này đi ở xuống dưới, chúng ta biết là một cái biến là $US bằng new request. Đó, kết quả như nhau, cũng khác này. Tất nhiên là nó còn có một vài cái sự kiện khác nữa. Thì là từ đây đất xuống là chúng ta được phép sử dụng cái biến request này thuộc kiểu dữ liệu là request. Và cái request này nó có rất là nhiều cái thứ hay ho của nó. Nhưng hôm nay tôi giới thiệu trước một ít. Đó là chúng ta có thể dựa vào cái request này, chúng ta lấy tất cả các cái tham số được gửi từ trình duyệt lên server. Ví dụ như tên, tuổi thì chúng ta có thể là sử dụng như này. Request này trỏ đến này, nhìn thấy cái chữ name này không, copy vứt vào đây, kết quả giống hệt như là cái dollar name lúc nãy tôi viết ở trên này,
Được chưa? Thì chúng ta test cái. Thấy không? Kết quả như nhau. Đây là sinh viên T4H. Đúng chưa? Kết quả như nhau. Con lợn gì cắn mình đậu. Không nhớ, có chạy không? Tiếp tục nha. Nếu tôi muốn lấy ra cái edge này thì sao? Có lấy được không? Tôi sẽ tiến hành vadam cái biến request trở đến edge, thử xem nó ra cái gì nhá. Đây, không có giá trị thì nó sẽ bằng null. Đó, rất đơn giản. Xong nhá. Còn trong trường hợp chúng ta gửi request dạng post lên, được chưa? Ví dụ như ở trong cái welcome này, trong cái welcome này chẳng hạn, tôi sẽ sinh ra một, tôi sẽ vẽ ra đây một cái form để gửi request lên. Đây, welcome đây. Tôi sẽ vẽ ra đây một cái form có action bằng test param, test trừ param, method dạng post. Method dạng post ở trong này sẽ có một cái input type text có name bằng username chẳng hạn. Đúng chưa? BR một cái input type bằng password có name bằng password và một cái button submit. Đây là submit. Được chưa? Cứ tạo một cái form thôi. Form miễn là sao? Form request dạng post gửi lên một cái đường dẫn bất kỳ. Test param hay cái gì đấy tùy. Ủa lớp này có thằng nào chạy Grab đây? Mày có khuyến mại đúng không? Được chưa? Xong chưa? Rồi, bây giờ chúng ta về trang chủ. Về trang chủ này. Form rồi, đây cái form này. Nó tụt tít dưới này. Được chưa? Bây giờ chúng ta submit lên. Tôi đố các bạn biết nó có chạy không? Submit cái form này có chạy không? Vì sao? Hả? Chứ chuyển đám số là như nào? Ừ, test param. Sai. Khẳng định với bạn là sai. Nào, có bạn nào có ý kiến gì khác không? Tất nhiên là sẽ không chạy. Nhưng mà không vì sao không chạy. Chúng ta để ý này. Thôi rồi, tập trung vào đây. Chúng ta lưu ý cho tôi này. Thứ nhất là cái form của chúng ta, cái action này là ok, test param. Chúng ta nhìn thì có vẻ là cái URL này được định nghĩa rồi đúng không? Đây,
À thừa chữ SC. Ồ, tôi sửa lại chữ SC ở đây. Xin lỗi các bạn. Tôi sửa lại chữ SC ở đây. Nghe chừng có vẻ là định nghĩa rồi đúng không? Nhưng mà thực tế ra chưa định nghĩa. Bởi vì sao chưa định nghĩa? Method của chúng ta là method gì? Post. Mà đây route của chúng ta là nhận route gì? Route get. Gửi lên làm gì có thằng nào xử lý route request dạng post cho cái đường dẫn là test param đâu. Đúng chưa? Chết chắc ở đấy còn gì nữa. Đây thì chúng ta sẽ phải làm như sau. À tất nhiên chúng ta phải thêm một cái A cộng CSRF vào đây nhé. Các bạn cứ thêm vào cho tôi nhé. CSRF. Cái này nó sẽ sinh ra cái CSRF token. Được chưa? Rồi, tiếp này. Chúng ta sẽ submit cái form này lên. Quên định viết route. Đây. Route 2.2.post nhận đường dẫn là test-param. Được chưa? Đây function. Function đây nhận cái request. Đây là request. Ở đây chúng ta tiến hành là return request dạng post có param có giá trị 2.username bằng đô la request trỏ đến username phẩy password bằng đô la request trỏ đến password. Được chưa? Được chưa? Chạy thử nhá. Reload tràng lần nữa cho chắc củ này. Submit lên. Đây chúng ta nhìn đây này. Request dạng post có giá trị username bằng ph32.gmail.com, password bằng 123456. Được chưa? Đó. Nó sẽ giúp chúng ta khi mà chúng ta nhận request dạng post thì chúng ta bắt buộc phải lấy dữ liệu ra từ cái request đó bằng cách này. Đây là tôi hướng dẫn các bạn là hai cách lấy dữ liệu ra từ request dạng get và request dạng post. Thì với cái request dạng get nhá, mà có param thì param chúng ta biết là như thế này. Wow. Và cái hàm tương ứng function tương ứng đây là x1 chẳng hạn, đây là x2 thì function phải có đô la x1. Đấy, đô la x2. Bất kể cái này là request là cái require parameter hay là optional parameter thì đều như nhau hết. Cách thứ hai để lấy dữ liệu từ hai thằng này đó là trong cái function này chúng ta phải có cái request, cái lớp request và một cái biến nhận dữ liệu là request như này, và chúng ta lấy ra cái x1 này, cái x1 này sẽ tương ứng với là cái đô la request trỏ đến x1, và cái x2 này tương ứng sẽ là đô la request trỏ đến x2. Tương tự như vậy với cái request dạng post. Post thì đều như này cả. Cái x1 hay x2 ở request dạng post ấy, x1 hay x2 thì nó sẽ phụ thuộc vào cái thuộc tính name.
name của cái form, thằng này là username, thằng này là password, thì ở trên này tôi cũng trỏ đến username và password. Được chưa? Xong chưa? Có cần hỏi lại gì không? Hay là cần phải làm ví dụ không? Ví dụ thì đến phần login thì sẽ có ví dụ, còn phần này thì chúng ta sẽ đảo qua lý thuyết một lượt đã nha. Không có ví dụ đâu. Regular expression constraint. Được chưa? Cái này nghĩa là gì? Các bạn đọc ngó thử xem có hiểu không đã. Chỉ không cần phải đọc cái đoạn tiếng Anh này đâu, ngó thử cái đoạn dưới để xem có hiểu chưa. Hiểu chưa? Regular expression là gì? Nhìn này, ở đây cái tham số đường dẫn là name đúng không? Đúng không? Ở đây nó có where name trong cái mảng, đây là mảng này. Nhá. Từ A lớn đến Z lớn, từ A nhỏ đến Z nhỏ và cộng, cộng là viết nhiều. Thì ở đây nó quy định như này, có nghĩa là cái tham số name này bắt buộc phải là chữ trong khoảng từ A đến Z bất kể lớn nhỏ và có thể chứa nhiều ký tự. Được chưa? Tiếp theo với cái ID này thì sao? ID phải là số từ 0 cho đến 9 và có thể được chứa nhiều số. Được chưa? Nếu mà khác cái quy định này thì sẽ bỏ lỗi. Được chưa? Đó, đó là quy định. Còn trong trường hợp mà chúng ta có nhiều tham số, đây nhiều tham số thì nó sẽ quy định thành mảng. Mỗi một cái tham số thì nó sẽ là một phần tử nằm trong mảng. Đây kiểu dạng như này. Được chưa? Cái này người ta gọi là regular expression. Rồi lại không nhớ gì đâu mà. Nhìn mặt đần thối à. Global constraint thì cái này bỏ qua đi. Cái này chúng ta, bởi vì chúng ta ít khi dùng đến cái này á, cho nên là có thể bỏ qua được cái này. Tiếp theo, name tức là đặt tên cho một cái URL. Được chưa? Thế ví dụ tôi có cái đường dẫn như sau. Welcome nhá. Tôi sẽ xóa béng cái mớ này đi. Đây. Rồi, các bạn coi này, tôi có thể A. Tôi muốn link một cái đường dẫn sang cái trang, một cái đường dẫn sang cái test param này. Thì tôi viết như nào? Copy cái test param vứt vào đây à? Thì thêm một cái something sược 10 đi. Đúng không? Như này đúng không? Và đây là link to test param URL. Đúng chưa? Này có chạy không? Tôi đố các bạn này có chạy không đã? Có chạy không? Sao không chạy? Chạy quá đi chứ. Đường dẫn mà. Đúng đường dẫn là chạy thôi. Đây như. Nhìn thấy test param something 10 không? Đúng không? Đây. Tôi thêm vào đây thêm something 100. 10. Có chạy không? Chạy chứ. Sao không chạy? Nhưng mà nếu mà trong website của tôi có 1000 chỗ thực hiện cái đường dẫn này. Được chưa? Lúc đầu chạy ok. Sau thằng sếp tôi nó bắt nó sửa cái này thêm một chữ SC vào đây. Thì sao? Thì sửa lại hết 1000 chỗ à? Đúng không? Thế thì chết. Do đó chúng ta dùng cái URL ấy, nhất là trong cái thẻ A hoặc thẻ form, cái action trong form ấy, thì chúng ta nên đặt tên cho những cái đường dẫn này. Ví dụ tôi đặt tên này, cho đến name, ở đây nó là 17 1709 test, ví dụ thế. Tôi đặt bừa lên một cái tên nào đấy, các bạn thấy không, 1709 test, xong chưa? Bây giờ ở ngoài này tôi sẽ lấy lại, tôi gọi đến cái tên của thằng kia thì tôi sẽ dùng cái là round như này. Đây là câu lệnh echo này. Còn cái hàm này là hàm mặc định của Laravel nó cung cấp sẵn. Các bạn coi này, 1709 test này, phẩy,
name bằng hiện th 234 chưa phải cái gì nhỉ, h bằng 500 được chưa. Bây giờ các bạn coi cái đường dẫn của tôi đã, nhìn nó tự thêm cái gì không, thấy không, code ở view thì vẫn giữ nguyên nhá. Bây giờ trong này tôi sửa thành một cái gì đấy nó tùm lum, thấy nó tùm lum theo đúng không, đấy thấy không, thấy nhá. Đó thì ở đây chúng ta có cái tổ hợp như sau, tổ hợp một chút này, trong cái round chúng ta được phép đặt tên cho một cái round, được chưa, đặt tên, tên các bạn thích đặt là cái gì đặt, nó là text mà, các bạn thích đặt là cái gì thì đặt. Sau đó ở ngoài cái giao diện blade ấy, chúng ta sử dụng cái hàm, đầu tiên tôi viết cho nó dễ nhớ nhớ đã nhé, đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng cái hàm round, được chưa, cái hàm round, cái cú pháp của hàm round sẽ như sau. Tham số đầu tiên của hàm round đó, nó chính là cái tên của URL, được chưa, tham số đầu tiên sẽ là tên của URL, thấy chưa. Ở trong các bạn làm như nào, ngoài này các bạn gọi được, được chưa, đấy là một cái thứ hai, tham số thứ hai là một cái mảng, cái này là tham số optional, có được không có cũng được. Tham số này nếu cái URL của chúng ta, các bạn xem này, nếu cái URL của chúng ta có tham số đường dẫn, nhớ là nó chỉ có tham số đường dẫn, thì cái tham số đường dẫn ở đây tôi đặt là gì, name đúng không, thì chúng ta sẽ có cái mảng này, cái mảng này có phần tử này name mang một giá trị nào đấy, x chẳng hạn, được chưa. Tham số thứ hai của tôi là gì, h đúng không, phải thì ở đây tôi lại phải h bằng một giá trị và tôi kết thúc cái mảng này đảo mắt, thì tự cái hàm round này sẽ sinh ra một cái đường dẫn, ví dụ đường dẫn ở đây là trở thành test param sược nên đặt trước đúng không, nên ở trong chỗ này nó đặt trước đúng không, thì đây là x sược x đặt sau thì là 100 đúng chưa, từ nó sinh ra thôi. Sau này các đường dẫn ở trong cái URL, cái trong chỗ này nó có thay đổi, thì ở ngoài kia nó sẽ dựa vào cái round để nó lấy ra cái tên của đường dẫn, nó lấy ra cái đường dẫn chính xác. Sau khi nó thay đổi chúng ta không quan tâm nữa, được chưa. Đây cũng là một trong những cái tính năng rất là hay của Laravel cung cấp. Phòng này rất vui là không có quạt. Bạn có thể cởi trần ra cũng được, không ai cấm. Đằng nào cũng không coi nó là đàn ông mà, đàn là chủ phụ nữ mà, sợ gì. Anh em đi nhau học sao phải soạn. Đây này, fail này.
Đâu luôn. Sau này còn cái nhá. Nào. Phá bố cái này được đầu tạo. Đây là dẫn đầu lớp 8.000. Sai rồi đó. Đúng không? Xong chưa? Nhìn cái gì chưa? Nhìn kỹ ra tôi dùng như nào trên kia, nó phải ở đâu? Thứ nhất này, nhắc đi nhắc lại, đây là cái hàng round đúng không? Có hai tham số, hàng tham số thứ nhất là từ đây nó về đây, nó là cái gì đó? Nó là cái gì? Vâng đúng rồi, nhưng mà ông phải viết như thế nào? Đây, nó string mà. Đúng chưa? Bạn một dòng đến bạn sai phải đến 3 thôi. Đúng chưa? Nó là cái swing. Đúng không? Và cái này này, cái test param này này. Chúng ta không dùng cái này mà chúng ta dùng cái này. Cái tên của nó cơ mà. Được chưa? Ở đây các bạn viết như thế nào thì ở bên này các bạn bê cái name của nó ra ngoài. Được chưa? Đấy là một. Thấy chưa? Và cái thứ hai nó phải là swing. Nó phải là swing. Hiểu chưa? Tiếp theo nữa, cái dấu phẩy ấy, bạn đang đặt ở tiếp này này. Đúng không? Dấu phẩy phải phẩy ở đây chứ. Sau cái tham số thứ nhất này chứ. Hiểu chưa? Còn cái dấu này bút mình đâu ta? Mình bút ta. Còn cái dấu này đây thì nó tương đương với cái PHP echo, hiểu chưa? Cái này là cái echo để giá trị sau khi đã xử lý hàm ra. Đây còn cái tham số trên đường dẫn đấy là viết như này, là một cái mạng đúng không? Đây tôi enter xuống cho các bạn nhìn cho nó rõ. Đúng không? Cái round round đây. Nhìn rõ chưa? Cái này sẽ dùng rất là nhiều đấy nhé. Cực kỳ nhiều luôn chứ không phải là nhiều bình thường. Xong chưa? Chạy được chưa?
sai ở đấy. Xong chưa? Xong chưa? Đây đúng không? Được chưa? Các bạn xong rồi đọc cho tôi phần dưới của cái tài liệu, xem còn cái gì cần hỏi sớm không? Có đọc được tiếng Anh không? Hả? Hai bạn ngồi trên này. Không, nói thật chúng ta trao đổi thật với nhau thôi, tìm cách giải quyết. Nhưng đọc cốt có hiểu không? Lúc hiểu lúc không à? Lúc này chết. Sau này nhớ làm một cái công nghệ đấy nó không hỗ trợ tiếng Việt sao? Ai chưa nghỉ việc? Google dịch cũng sát đâu. Nhất đặc biệt là trong cái ngành công nghệ nhiều từ nghĩ là quái dị lắm. Sao? Lỗi à? Được bạn ạ. Thank you.
Khi tôi không tả nó sao được tiếng Việt đâu. Chỉ hiểu nó có cái kiểu dạng ý nghĩa như vậy thôi. Xong chưa? Mấy con rời. Xong hết chưa? Bạn còn say to đấy. Bạn ấy. Bạn chưa hề có name cho thằng này. Chưa hề có name cho thằng này. Thôi rồi, những cái bạn không theo kịp, tạm thời dẹp bớt những cái dẹp bỏ qua những cái gì chúng ta vừa học đi. Tí nữa về xem lại video sau. Tính sao? Được chưa? Học sang phần tiếp theo đã. Cái round group này thì sẽ đến bao giờ? Sẽ đến phần rồi, bắt đầu từ phần round group này. Tôi thực ra là tôi muốn dạy các bạn cả những cái phần này lẫn những cái phần ở dưới đấy. Round group, prefix với lại suffix các thứ các kiểu, với namespace. Nhưng mà để phần này sau nhá. Để phần này đến cái phần mà authenticate, tức là chúng ta làm cái phần trang login ấy, thì chúng ta làm một thể. Chúng ta làm một thể nhá. Rồi, chúng ta sang phần tiếp theo, làm việc với cái DB. Hả? Không chạy được à? Mai đây. Trông có vẻ vất vả. Hả? Làm theo từng bước một không theo được à? Đưa xem nào. Phải lên nhiều lúc phóng pin. Tại sao không làm được hôm nay? Tại sao không làm được chạy đấy? Hả? Hả? Tôi mà là nó, tôi cầm cái tôi bê cả cái lát của nó đập vào đầu tôi. Cái tôi lười không chịu hỏi. Được chưa? Cài xong chưa? Hay phải chờ cô cài xong á? Cô biết cô từ cái việc cài với lại việc kéo ra cái project nó mất bao thời gian không? Nhanh có lâu với nhanh, nó mất phải nửa tiếng đấy. Rồi kệ nó. Sang phần tiếp theo này. À, đây, tôi sẽ cố nói nốt cái phần group nhá. Thì chúng ta sẽ có như sau này. Để cho nó trước khi chuyển sang phần bài mới để bạn không theo kịp. Thì tôi sẽ nói nốt cái phần round group nó sẽ như thế nào. Ví dụ như hôm trước ấy, các bạn thấy cái file api.php và các file admin.php. Thì để vào được các cái URL định nghĩa trong file API thì chúng ta phải có cái sở gì? Sở API đúng không? Và đây thì nó sợ gì? Sợ admin thì mới vào được, đúng không? Mặc dù các cái đường dẫn ở trong này của tôi này, các cái đường dẫn ở trong file API lẫn đây nha, nó có nhiều cái này, rồi file admin này, nó có hai cái đúng không? Mặc dù là nó chẳng có cái đằng trước này cả, nó không có đằng trước này. Nhưng thì chúng ta đã quy định trong cái file route service provider là những cái URL nằm trong file admin này là nó bắt buộc nó phải có một cái thứ gọi là prefix là admin, đúng không? Prefix là admin, tức là bắt buộc trước khi vào những cái đường dẫn này bắt buộc phải có cái đường dẫn là sườn admin sườn xyz gì đấy, đúng không? Phải bắt buộc cái nào thì có cái này, không có thôi không chơi.
đúng chưa? Cái đấy cũng gọi là cái chúng ta nhóm các cái URL lại với nhau, và những cái URL mà có yêu cầu chung một vài cái thứ gì đó, ví dụ như chung cái prefix, đúng không? Sau này khi mà chúng ta làm việc ở trong ấy, trong mình đặc biệt là trong quản trị ấy, thì chúng ta có quản lý những cái thứ như danh mục này, đúng không? Sản phẩm này, đúng chưa? Thì trong mỗi cái phần quản trị danh mục này tôi đã có cái danh sách này, đúng không? Rồi thêm này, sửa này, xóa này, ít nhất là bằng ngày thứ, đúng chưa? Cái bệnh đường dẫn thì chúng ta sẽ như nào? Ví dụ như tôi, như bản thân tôi hay đi làm thì chúng ta hay, tôi hay đặt này, admin, sửa category, sửa list, hoặc là sửa index. Tôi thấy hay để là index. Sau đến phần thêm thì sửa vẫn là như thế này. Tôi lại có add, xong tôi lại có edit, tôi có remove, đúng chưa? Thì đồng ý là những cái đường dẫn ở dưới này nó đã có chung thằng admin này rồi thì thôi, đúng không? Viết ở trong cái admin thì chúng ta sẽ phải viết là category index, category add, category edit, category remove, đúng chưa? Đúng không? Nhưng mà tại sao phải viết thêm cái chữ này cho nó nhiều? Tại sao chúng ta không làm như thế này? Đây, round 2.2. group. Đây là một cái prefix. Đây là category phải function. Như này. Round 2.2.get. Index xử lý XYZ gì đấy ở đây. Đúng không? Rồi round sửa s. Đúng chưa? Như thế này thì để vào được trong cái thằng s này chúng ta đường dẫn phải làm sửa admin, localhost sửa admin này, sửa category này và sửa end. Đúng chưa? Nhóm nó vào. Xong chưa? Đúng không? Nhóm nó vào những cái thứ chung một cái điều kiện nào đấy, chúng ta sẽ nhóm nó vào chung một trong một cái nhóm là group, thì chúng ta có cái round group như thế này. Và đặt prefix chung thì chúng ta sẽ có một cái group này sẽ là một cái hàm hai tham số. Tham số đầu tiên là một cái mạng. Tham số thứ hai là một cái closure, hay là còn gọi là một cái anonymous function, tức là cái hàm vô danh để xử lý logic. Thì chúng ta sẽ có cái đầu tiên là cái prefix là tiền tố là category này, đúng chưa? Ngoài ra nữa, sau này tôi sẽ có chung những cái điều kiện để yêu cầu chúng nó phải pass qua trước khi vào được cái này, thì cái đấy gọi là cái middleware. Có thể chung thêm cái middleware, một cái filter điều kiện trước khi vào trong của cái thằng của nợ này, được chưa? Đó, thì chúng ta có thể nhóm nó vào, nhóm theo các tiêu chí, ví dụ như kiểu là prefix, ví dụ như kiểu là group, ví dụ như kiểu là namespace, đúng chưa? Đó, có thế thôi. Tôi xóa nhé, hay là tạm thời comment vào thôi nhé. Xong chưa bạn gái, xong chưa? Dỗi. Em tuyên bố bây giờ em dỗi luôn. Đến đâu rồi, được bao nhiêu phần trăm rồi? Xong chưa? Hay nó đứng im rồi? Các bạn khác xong chưa? Đấy là các cái group vào, mấy nữa chúng ta sẽ dùng. Tiếp theo nhá, sang phần mới tinh tình này. Làm với DB thì chúng ta thường xuyên là phải làm với cả làm với project web thì chúng ta thường xuyên phải làm những cái DB trước, tạo ra DB, đúng không? Thì trong Laravel nó có hỗ trợ cho chúng ta cái khái niệm người ta gọi là migration và shifter. Chúng ta sẽ sang phần tiếp theo là khái niệm về migration. Niệm về migration thì chúng ta có thể vào phần database này, chúng ta nhìn thấy cái database này, chúng ta nhìn thấy cái migration này không?
bấm vào. Cái này nó lý thuyết nó rất dễ, thực hành nó cũng dễ. Này chắc là các bạn sẽ cũng nhanh này. Migration là khái niệm chúng ta sử dụng các cái code PHP, hay là mình có thể gọi forward, hay là tạo ra các class để tương tác với cơ sở dữ liệu, tương tác với cơ sở dữ liệu với theo dạng là công trục. Đấy, nói thì nó dài rồi chứ thực tế ra là chỉ là chúng ta tạo ra các bảng cơ sở dữ liệu bằng code PHP, ok rồi. Cái này có lợi gì? Tại sao không tạo thẳng trong cơ sở dữ liệu luôn các bạn mà phải tạo bằng code PHP như này? Lợi thế hơn ở chỗ duy nhất thôi, đó là thứ nhất chúng ta kiểm soát được các phiên bản của cơ sở dữ liệu. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta hoàn toàn có thể là khi chúng ta đi triển khai cái dự án ở một nơi khác, chúng ta bê sửa code đi tương đương với bê cơ sở dữ liệu đi. Đúng không? Đấy là hai cái lợi thế lớn ở trong cái việc chúng ta sử dụng migration này. Thì để sử dụng migration thì chúng ta vẫn phải cần thằng Artisan, thằng PHP Artisan. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng như sau. Các bạn có thể đọc ở dưới này để theo dõi chi tiết này. Đầu tiên là chúng ta tạo ra cái file migration đã, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ chạy câu lệnh này cho tôi. Chạy câu lệnh là PHP Artisan make 2.migration cách tên file migration. Thì ở đây chúng ta có create, yeah, gạch dưới categories, gạch dưới table. Được chưa? Có cần cho to chữ lên không? Nhìn đủ chưa? To nữa không? Migration. Được chưa? Enter xuống để cho nó chạy. Thế nó tạo ra create migration là 2018 03 15 1 2 3 5 bao nhiêu các thứ. Cái đoạn này thì có thể khác nhau, nhưng cái đoạn này thường thường là giống ấy. Được chưa? Xong chưa? Thế bây giờ nó tạo ra thì nó tạo ra ở chỗ nào? Chúng ta mở cái thư mục database, mở thư mục migration ra. Các bạn sẽ nhìn thấy cái file là create category table ở đây này. Thấy không? Bấm vào. Được chưa? Nhìn thấy không? Dễ mà. Được chưa? Đây câu lệnh của nó sẽ như sau này. Về chi tiết thì cái scheme này nó sẽ giúp chúng ta tương tác với cơ sở dữ liệu. Câu lệnh ở đây nó ý nghĩa như sau. Tạo ra bảng category, được chưa? Và gì? Tạo ra các cột, đây là table, đây là blueprint, là cái này giúp chúng ta với cấu trúc bảng. Thì chúng ta sẽ có cái biến table trở đến increment ID. Thì bây giờ chúng ta đi tìm cái increment này nhá. Đi tìm xem cái increment này là cái gì ở trong thằng migration kia. Các bạn copy cho tôi cái này. Được chưa?
copy cho tôi cái đoạn table cho đến increment này. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành vào đây, chúng ta Ctrl S. Quá, không có luôn, à đây rồi. Các bạn thấy không? Trong này tài liệu nó ghi sẵn đây này. Table cho đến increment là tạo ra một cột theo kiểu là auto increment. Auto increment có ý nghĩa gì? Tự động tăng. Integer unsigned, integer nghĩa là gì? Kiểu số dương, số nguyên dương, đúng chưa? Primary key, khóa chính, column, đúng chưa? Và tên cột là ID, đúng chưa? Muốn tạo ra một cột là khóa chính thì table trỏ đến increment và viết tên cột ra, đúng chưa? Tiếp theo, nếu mà trong trường hợp chúng ta trong cái bảng category của tôi, ví dụ cái bảng category của tôi, nó sẽ có các cột như ID này, name này, parent ID này, parent ID này, rồi thì description này, nhá, tạo ra bằng này cột thì ID này là increment kia rồi, cái này là varchar, cái này là int, cái này là text. Các bạn thử tìm trong cái bảng của tôi xem là cái tạo để tạo ra những cái cột này, cú pháp của chúng ta phải là cái gì, các cột tên như thế này, kiểu dữ liệu như thế này, thì bây giờ chúng ta phải làm nào. Nào, ngó thử xem nào. Bây giờ tạo ra cột là cột name có kiểu dữ liệu là varchar thì dùng nào. Hả? Đang đây. Cái này là cái vèo gì? Con này. Cái gì đây? AHG web là cái gì? Trong cái vẹo gì vậy? Đây này, cái này là cái vẹo gì? Chết mất rồi. Cái comment từ đấy là gì? Làm nào? String. Đâu bạn tìm cái string này ở đâu? Search chữ varchar. Đây à? Kìa, tạo ra cột một cột varchar đúng không? Và có số lượng ký tự là ở đây đúng không? Thì tôi chúng ta sẽ có cái cột name bằng table trỏ đến string. Cột tên là gì? Name. Được chưa? Tôi không, nếu trong trường hợp tôi không viết phẩy như này thì nó sẽ là bằng cái số ký tự nhiều nhất.
Được chưa? Tiếp theo đến parent ID. Parent ID thì là dùng như nào? Sao? Dùng cái parent ID kia làm nào? Nào, đọc lại lại nào. Ừ. Primary. Vớ vẩn. Sao lại primary? Linh tinh. Primary là để tạo ra cột, một cột là khóa chính. Trong bảng nào? Mảng. Không, cái này nó đã là primary key rồi. Cái parent này tôi chỉ muốn là một số nguyên đó. Tôi chỉ muốn nó là số nguyên, tôi không phải nó là cái khóa gì cả. Chúng ta làm nào. Integer parent này dưới ID. Đơn giản này thôi. Được chưa? Thế còn cái cuối cùng thì sao? Description thì sao? Type. Để làm gì? Cũng có lý. Nhưng mà thực tế ra là thứ nhất, đáp án như nào? Thứ nhất, trong cái mớ này chúng ta chưa học đến, và sẽ có câu lệnh tạo ra foreign key. Tí nữa. Đấy là một cái. Cái thứ hai là không biết các bạn như nào, nhưng mà với tôi ấy, tôi làm dự án web không bao giờ tôi tạo ra foreign key. Không bao giờ tôi tạo ra foreign key. Tất cả foreign key của tôi chỉ là để các cột. Và tôi khi mà làm, tôi sẽ yêu cầu dev là bắt buộc tự check cái foreign key này bằng tay. Tức là có insert này là xóa sửa gì cũng làm bằng tay hết. Không nổi. Đấy là bản thân tôi. Vì sao lại thế? Bởi vì khi mà làm việc ấy, thì tôi sẽ tránh cái việc là sửa cái này bắt buộc phải sửa cái kia trước, mà tôi có thể là làm việc ngay trực tiếp với nó, sau đó là những cái mà chúng ta có tương tác với nhau chúng ta nối sau hoặc xóa sau, thực hiện dùng service đó. Đấy là kinh nghiệm của bản thân tôi không yêu cầu các bạn bắt buộc phải làm theo, và cái việc đấy không phải ai cũng sẽ thích cái việc đấy cả, bởi vì việc code nó vất vả hơn. Nhưng mà bản thân tôi muốn cái dự án cái performance nó cao, cho nên là tôi sẽ làm cái việc đấy. Được chưa? Còn thực tế với các bạn thì có thể là các bạn học ở trường và các bạn đi làm sẽ gặp những người ta yêu cầu là các bạn phải nối foreign key các thứ kiểu, nhưng đối với tôi thì không. Tôi chẳng bao giờ nối foreign key ở trong cơ sở dữ liệu. Đó. Mỗi người sẽ có một cách khác nhau thôi. Còn tôi thấy tôi thỏa mãn với cái cách của tôi cho nên tôi không thay đổi. Chẳng bao giờ nhầm được. Bởi vì khi mà làm thì yêu cầu test kỹ. Tester sinh ra để làm gì? Tester sinh ra là để test lỗi. Không phát hiện được ra lỗi thì chết. Ám mồm ngang. Thế nên là tôi chẳng bao giờ làm cái việc đấy. Và cái con dự án trước đây, thực ra cái việc này không phải là tôi nghĩ ra đâu.
là đi học. Cái con dự án trước đây, trước khi tôi nghỉ việc ấy, thì là con đấy là con Mazzini. Mazzini.com, các bạn có thể vào đây mà xem. Thì cái con đấy code bằng C#, và con dự án đấy rất là to, làm trong vòng khoảng 1.5 năm, 30 người làm. Thì con đấy nó có 7 cái database khác nhau. Và chúng tôi cũng không nối foreign key. Chúng tôi không nối foreign key. Vậy thôi. Mỗi người sẽ có một cách làm khác nhau. Cho nên là các bạn tùy thích nối, nối không thích nối thôi. Miễn sao mình nhớ được. Cái parent ID biết dùng để làm gì không? Xác định cái gì? Danh mục cha, đúng không? Chính xác. Đúng chưa? Về cơ bản thì các bạn phải xong đúng không? Thế còn đối với các bạn biết cái này để làm gì? Timestamp. Hả? Tạo gì? Ờ. Đúng. À không phải. Quên, tí nhầm. Không phải. Cái timestamp không phải là cái thời gian để tạo ra bán, mà cái thời điểm dữ liệu insert vào. Nó cái timestamp này sẽ giúp chúng ta tạo ra hai cột. Được chưa? Nó giúp chúng ta tạo ra hai cột, một cột là created at, tức là thời điểm insert dữ liệu vào. Một cột là updated at, là thời điểm update, thời điểm cuối cùng update cái bản ghi này. Được chưa? Nó sẽ là hai cột đấy. Xong chưa? Theo các bạn này xong chưa? Hả? Theo bạn xong chưa? Chưa. Xong sao được? Thứ nhất, khi mà làm này chúng ta phải yêu cầu, các bạn có bao giờ nhìn thấy cái danh mục nó trùng tên với nhau không? Không. Đúng không? Mà danh mục không trùng tên với nhau thì trong cơ sở dữ liệu phải yêu cầu như nào? Hả? Nói to lên coi nào. Unique, đúng rồi. Làm sao để tạo ra unique ở trong này? Sơ đề. Ôi giời ơi, nói đến thế rồi vẫn còn ngồi nhìn tôi. Tôi có vợ rồi, tôi không cần công các bạn nhìn. Hả? Đúng rồi, trỏ đơn giản thôi, trỏ đến unique. Unique. Vẫn chưa xong nha. Chúng ta mỗi một cái bảng này tôi sẽ tạo ra một cái URL. Mỗi một cái danh mục ấy, tôi sẽ tạo ra một cái URL. Thì tôi sẽ có một cái là table trỏ đến string, trỏ đến slug. Slug. Cái này cũng là unique. Unique. Slug tức là cái đường dẫn. Đường dẫn để vào cái danh mục này. Anh dạ. Cái khái niệm Slug này tôi học ở trong WordPress. Được chưa? Tiếp tục. Nếu mà tôi muốn cái description của tôi nó không bắt buộc phải nhập dữ liệu vào, tức là để chống được, tức là nullable, thì làm nào? Làm nào? Trông con bé nó đau khổ vậy. Đọc cho tôi cái này làm sao để nullable được. Cày. Ok, cày. Đúng rồi. Ừ thì tôi xấu mà. Tôi xấu tính. Có ai bảo tôi tốt tính bao giờ đâu. Cái gì? Nhanh lên, trả lời tôi. Làm sao để xét được một cột là nullable? Hả? Để nó là null. Ờ đúng rồi, để nó là null. Làm sao để xét được một cái cột description là null? Phải null à? Không phải. Tìm ra, nhanh lên. Đâu thế? Sao? Ra chưa? Tìm được chưa? Ờ, trỏ đến nullable. Đây.
rất dễ rồi. Và chúng ta lưu ý cho tôi một cái điều như sau: tất cả các cột của chúng ta khi mà tạo ra kiểu như thế này, nó sẽ xét tất cả các cột auto nhé. Auto là not null. Bây giờ nếu mà cột nào chúng ta muốn nó được phép null thì chúng ta phải trỏ đến cái nullable này. Được chưa? Không nhá. Giá trị mặc định cho thằng này parent ID này là không, làm nào? Tức là cái insert và tôi không điền giá trị cho nó tự động nhận giá trị là không luôn. Mặc định tiếng Anh là gì? Là gì? Default, trỏ đến default sao? Đấy, default giá trị 0 hay sao? Dễ không? Học lập trình biết tiếng Anh là lợi thế. Không thế thôi, rất dễ. Xong chưa? Không nhỉ? Tiếp tục nhé. Tiếp tục này. Chúng ta ngó qua cái từ năm 2014 này một phát. Ở trong cái Laravel nó cung cấp cho chúng ta sẵn hai cái bảng. Một bảng là bảng user, một bảng là bảng password reset. Thì cái này mấy nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái chức năng là đăng nhập này, rồi thì quên mật khẩu này, đổi mật khẩu này. Thì nó sẽ liên quan đến ba chức năng đấy. Được chưa? Rồi phân quyền các thứ kiểu tính sẵn. Thì nếu mà để liên quan đến phân quyền thì tôi sẽ làm kiểu phân quyền kiểu quý bắp. Tức là ở đây tôi sẽ thêm một cột là integer. Ở đây tôi để là role. Default. Default LT mang giá trị là 0. Và thêm một cái nữa. Thêm một cái nữa là status integer có status default là 1. Trong cái file create user table ấy, và thêm một cột nữa là string là avatar. Cái này nullable. Không nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay về với cái kết nối đến cơ sở dữ liệu. Làm sao để kết nối được cái project này với một cái DB nào đấy? Thì chúng ta mở cái cơ sở dữ liệu của mình ra, chúng ta tạo sẵn ra một cái cơ sở dữ liệu mới. Ví dụ như tôi sẽ tạo ra cái cơ sở dữ liệu là tôi tạo một cái DB mới ra. Các bạn dùng công cụ gì tôi không quan tâm nhá, kệ các bạn. Tôi sẽ dùng cái Naviget này, tôi sẽ tạo ra một cái DB mới tên là cái gì bây giờ? 1709 news. Cái char set của chúng ta là UTF-8MB4. Và cái MB4 ở trong này tôi sẽ chọn là General CI. Ok xuống. Đây, chính là cái này.
Xong chưa? Các bạn tạo DB đi. Có một sự khác nhau nhẹ giữa UTF-8 và UTF-8 MB4. Bạn muốn hỏi cái Unicode hay là hỏi cái MB4? Phải. À, cái UTF-8 và UTF-8 MB4 ấy, thì nó khác nhau ở hai thứ. Cái thứ nhất là nếu mà các bạn lưu trữ string dạng UTF-8 thì các bạn không lưu trữ được ký tự dạng icon. Icon với cái mặt cười, cái thứ rất kiểu. Đấy, MB4 mới lưu được. Đấy là khác nhau thứ nhất. Khác nhau thứ hai đó là cái nếu mà kiểu dữ liệu của chúng ta là va chạm, được chưa? Thì ở trong UTF-8 thì là maximum là không có giới hạn đúng không? Còn trong MB4 thì maximum nó là 191. Đủ chứ? Bởi vì đã gọi là va chạm thì nó chỉ lưu trữ những cái string mà có giới hạn ký tự thôi. Đúng chưa? Cho nên là 200 đến 191 và 200 đấy là quá nhiều. Đúng chưa? Còn nếu dài hơn chúng ta dùng text. Đúng chưa? Còn cái gì nữa? Cái general CI, Unicode CI gì? Với tôi hay đấy nó như nhau. Chúng ta có 3 cái có thể dùng để viết để lưu trữ text dạng tiếng Việt. Đó là general CI, Unicode CI và từ MySQL phiên bản 5.5 trở lên thì là có thêm Vietnamese CI. Là lưu trữ được text dạng tiếng Việt. Thích lưu một cái gì thì lưu một trong ba cái đấy. Ừ. Unicode CI bạn cũng lưu thoải mặt, chẳng sao. Dùng được mà. Được chưa? Tạo ra để trống đấy. Chẳng làm gì cả. Chúng ta không có bảng gì cả. Xong chưa? Bây giờ chúng ta mở code mình ra vào trong file NV này này. Có nhìn thấy cái phần DB host rồi DB connection này không? Rồi, chúng ta sẽ có cái DB database này này. Database tên là gì nhỉ? 1709-news. Username là của các bạn là root, của tôi cũng là root. Password của các bạn là gì? Hả? Của tôi là 123456. Còn của các bạn cứ để rỗng, các bạn xóa đi nhá. Các bạn xóa cái này đi này. Được chưa? Nếu mà DB của các bạn để trống, còn của tôi do tôi set cái DB. Cái MySQL của tôi không dùng SAM mà tôi tự cài vào máy luôn ấy, cho nên nó bắt buộc phải set path, cho nên tôi để là 123456. Xong chưa? Rồi. Thì tiện đây nói luôn cái việc config cái cơ sở dữ liệu này, tại sao chúng ta lại viết vào đây? Thì cái việc config cơ sở dữ liệu ấy nó nằm chính xác ở file này này. Trong thư mục config file là database.php. Được chưa? Thì đây các bạn này, default connection, default connect ấy, nó chính là cái lấy từ cái file NV, cái key là DB connection. Đây nó là cái này. Nó là MySQL đúng không? Thì ở đây của chúng ta nó cũng để default DB connection. Cái tham số thứ hai này này. Đó là nếu trong cái file NV kia mà không tìm thấy cái key nào là DB connection hoặc giá trị nó bằng dấu thì nó sẽ lấy giá trị mặc định là MySQL. Được chưa? Thế cái MySQL này thì đào đâu ra? Nó là cái gì? Thì đây, ở dưới này. Chúng ta có một cái thuộc tính là connection SC. Được chưa? Connection SC tức là trong một project của chúng ta có thể kết nối cực kỳ nhiều các cái kết nối khác nhau. Được chưa? Và các bạn đã từng bao giờ dùng một cái tạo ra một cái project dùng hai loại cơ sở dữ liệu khác nhau chưa? Chúng ta làm được cái việc đấy nhé. Trước tôi từng làm một cái dự án là con vừa rồi tôi nói là một project mà sử dụng 7 cái database SQL server khác nhau. 7 cái database riêng rẽ không chung gì nhau cả. Đấy là một cái dự án. Một con dự án nữa là trước tôi làm con freelancer, con dự án là về nông nghiệp. Thì tôi dùng cả hai loại database, một loại là MySQL và một loại là MongoDB. Hai loại khác nhau chúng ta dùng được, thoải mái, không sao cả. Còn chẳng qua cái database default này là mặc định là chúng ta dùng cái loại cơ sở dữ liệu này. Còn trong mỗi một cái model trong MVC chúng ta có thể quy định lại được là cái model đấy thuộc về cái loại cái kết nối cơ sở dữ liệu này. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sử dụng cái mặc định là MySQL đúng không? Đây, thì chúng ta kéo xuống dưới nó sẽ có một cái đoạn là MySQL đây này. Được chưa? Ở đây chúng ta driver thì là rõ ràng là MySQL rồi.
host thì là db host thì nó lấy ở trong cái file nv ra. Nãy chúng ta để là 127.0.1 nhá. Port thì là 3306. Database thì nó lấy từ cái db database, nó chính là cái này. Đây đúng không? Lấy cái này ra. Còn nếu không có thì nó sẽ tự động lấy cái này. Được chưa? Các cái thông số khác thì tương tự, và cái cha set của chúng ta nhìn này. Thấy không? Cha set mặc định nó là như thế này. Được chưa? Thì chúng ta nếu mà chúng ta không thích dùng cái thằng này, trong trường hợp chúng ta mình không thích thì mình không dùng, thì chúng ta có thể vào cái database chúng ta sửa thẳng ở trong này được. Được chưa? Xong nhá. Đấy là cái kết nối. Và thêm một cái warning ở đây. Mỗi một lần các bạn thay đổi bất kỳ một chữ nào ở trong cái file NV nhá, bất kỳ file nào, bất kỳ chữ nào, thì chúng ta phải chạy lại câu lệnh là composer dump autoload. Được chưa? Bởi vì khi mà project chạy ấy, khi project chạy lần đầu tiên ấy, nó sẽ đọc toàn bộ nội dung ở trong cái file NV kia, nó nạp vào trong cái bộ nhớ tạm. Và sau này để nó chạy nhanh hơn thì nó sẽ lưu trữ, nó sẽ sử dụng. À đâu, không phải, xin lỗi các bạn. Nó sẽ là dựa vào cái file NV này, nó sinh ra một cái file tên là file autoload nằm trong thư mục vendor. Được chưa? Và nó lưu ở đấy. Nếu các bạn không chạy lại thì nó không sinh lại. Cho nên nó sẽ lưu trạng thái cũ của cái file NV vào trong cái file autoload kia. Thì bây giờ để mỗi lần chúng ta thay đổi cái file NV thì chúng ta phải gõ lại câu lệnh là composer dump autoload. Nàng đây, lỗi là lại lỗi code đâu rồi. Nếu mà chạy đúng thì sao phải như này. Được chưa? Đăng autoload. Các bạn bên này chạy được rồi đúng không? Không được. Được rồi gì? Hả? Đúng rồi, đẩy lên GitHub, đẩy lên sửa control là sẽ mất đi. Hả? Đây nhớ, mình sẽ luôn luôn còn cái file là nv.example. Không nguyên sao? Bởi vì cái file này cấu trúc nó tương tự mà, nó chỉ không có app key thôi. Để sinh ra app key thì chúng ta dùng cái câu lệnh này này. Các bạn thấy nha, đây là cái app key của tôi có đuôi là eq đúng không? Để sinh mới ra app key ấy, thì chúng ta có php artisan key 2.generate. Đó. Bây giờ đuôi của tôi nó thành cái khác rồi. Thấy không? Đây, đuôi giờ có đuôi là gs bản. Thấy không? Để sinh ra một cái key mới thì chúng ta có câu lệnh là php artisan key generate. Được chưa? Xong, bây giờ là để chạy, để tạo, để tương tác. Bây giờ chúng ta đã có cái migration rồi nhá. Chúng ta có cái migration rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra các bảng dựa vào những cái migration này. Thì chúng ta có câu lệnh là php artisan migrate migrate. Tự tin vào xem nào. Sai sửa chứ có gì đâu. Không enter xuống. Được chưa? Nếu mà chạy đúng thì nó sẽ như thế này. Được chưa? Thì chúng ta mở cái DB ra và reload. Thấy không? Tạo ra đúng các bảng của chúng ta. Nó thừa mỗi cái bảng migration này thôi. Có chạy không? Lỗi mạng này đây. Sao của tôi không lỗi nhỉ?
trinh. Em lời anh, tại sao anh lại viết như thế này? Giống mũi tên rồi mà. Được chưa? Này, tôi lười lắm, các bạn phải hoạt động thôi. Được rồi. À đúng rồi. Có bạn nào bị cái lỗi là syntax error or access violation không? 1071 specify keywords too long. Có bị không? Rồi ok. Bị là đúng rồi. Cái đấy, bệnh đấy là do ăn ở đấy. Dòng 644 là 664. Đúng không? Rồi đây, rồi mang về đi, tôi sẽ hướng dẫn cách sửa. Được chưa? Được chưa? Rồi, để sửa cái đấy ấy, các bạn vào và vẫn ở cái trang migration này nhá. Được chưa? Các bạn search cho tôi chữ 191. Vẫn là trong cái doc thôi. Ở Laravel gõ cái search cái từ 191. Được chưa? Đáp đảo. Căn chuẩn F, ốt thằng này. Nhà quê. Không thể tin được. Sai. Không, 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 không. Nhục, không để đâu cho hết nhục. Xong chưa? Nhìn tìm thấy cái 191 chưa? Bây giờ chúng ta, nó bảo đây này, cái index lang và MySQL MariaDB này, nếu mà chúng ta sử dụng cái UTF-8MB4 thì cái character set default nó là cái gì gì đấy MB4, thì cái đây này, cái UTF-8MB4 thì cái nó là cái kiểu dữ liệu mà hỗ trợ cái kiểu emoji nhá, kiểu dữ liệu về kiểu dạng là icon các thứ ấy. Đó thì cái này nó sẽ bị giới hạn về cái độ dài ký tự, thì chúng ta phải set lại ở trong này. Chúng ta nhìn thấy cái app service provider, copy cho tôi cái này. Được chưa? Sau đó vào trong này tìm cái file. Có biết tìm file như nào không? Dùng cái gì để bật ra cái tìm file nhanh? Cái gì? Lại được thay nhảm nhí cái gì nữa? Ctrl P. Ctrl P. Xong rồi pẹt cái text lúc nãy vào. Nhìn thấy ra cái app provider, app service provider đi chưa? Kích vào. Rất là vất vả. Ông có bị vấn đề gì về định hướng không? Ra đường có bao giờ bị lạc không? Hả? À? Tìm được chưa? Rồi, thì làm giống nó. Illuminate support target scheme ở đây. Viết vứt lên trên này này. Copy ở trong này. Vứt lên trên cái trên cái app, trên cái class app service provider. Sau đó là cái scheme này. Copy cái scheme default string length 191, vứt vào trong cái bút này này. Được chưa? Nếu xong rồi chạy lại.
À từ 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 từ, trước khi chạy lại phải chạy cú lệnh này đã. Bởi vì các bạn mở DB ra các bạn sẽ nhìn thấy nó có một cái bảng user và một bảng migration có sẵn rồi đúng không? Nếu bây giờ các bạn chạy cái câu lệnh đấy nó sẽ báo lỗi. Chạy câu lệnh migrate nó báo, cứ chạy đi thử xem nó có báo lỗi không. Bởi vì nó sẽ báo một cái lỗi là cái bảng user này đã tồn tại rồi. Đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta phải xóa cái bảng user kia đi. Có hai cách xóa. Cách thứ nhất là vào trong cái MySQL Workbench của bạn xóa đi. Cách thứ hai là có thể thử là PHP Artisan Migrate à, nhưng chưa chắc nó chạy là trừ trừ à, cách trừ trừ rollback. Ờ, trên mẹ nhầm, đây tôi viết nhầm, không phải trừ trừ rollback đâu mà hai chấm rollback, hai chấm rollback đó thì nó sẽ trả lại cái DB của chúng ta như lúc trước đấy. Migration này đèo mất rồi, thử xem cái rollback xong của các bạn có được không. Không được thì phải vào cái workbench để xóa bằng tay. Không được à? Không được thì xóa bằng tay thôi. Được chưa? Được rồi thì lại bắt đầu PP Artisan Migrate. Thì nó sẽ lại tạo lại ra. Được chưa? Tạo được chưa? Chạy chưa? Trong cái này có vẻ phọt nhỉ? Được chưa? Tạo. Nếu bạn nào làm xong rồi tạo tiếp cho tôi một bảng nữa, tự tạo đấy, tôi không tạo đâu. Sau này tôi sẽ chỉ làm việc với cái category kia thôi, còn các bạn cứ đi mà làm với những cái bảng khác là được hơn. Tôi tạo đâu. À, chúng ta tạo ra cái bảng post gồm ID, name, title, friend, short description. Category ID, content, author, status, feature limit, slug. Đấy, tự tạo đấy. Cái gì? Cái gì? Bảo thêm một cái bảng nữa. Muốn tạo được gì thì tạo. Có cái mà luyện tập. Mà các bạn ghi vào, thôi các bạn ghi vào. Ghi vào, tôi sẽ hướng dẫn các bạn phần tiếp theo. Còn cái này về nhà các bạn ạ. Ghi ghi cái bảng này vào. Ghi vào đâu đấy, xong rồi về nhà tạo. Nhớ về nhà làm đấy, chứ không phải về nhà rồi vứt mẹ nó đấy, không ai động vào đâu. Thế thì chết. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn phần tiếp theo. Trong cái phần migration này còn một vài cái kiến thức nữa. Được chưa? Xong chưa? Xong chưa? Bây giờ tiếp theo này tôi sẽ giải thích vì sao chúng ta rollback nó ngược lại được này.
À mà trước đấy thì phải giải thích mấy cái liên quan đã. Để coi nào. Đây. Chúng ta có thể rename và drop table. Rename là gì? Đổi tên bảng. Đúng chưa? Thì thường thường nếu mà chúng ta đã làm việc với migration rồi á, ví dụ tôi muốn đổi tên cái bảng category này của tôi trở thành cái bảng danh mục chẳng hạn. Tôi không thích tiếng Anh nhưng tôi thích tiếng Việt. Thì chúng ta có thể là pp artisan make migration enter, tôi hay viết như này, enter table rename categories to danh gạch dưới mục table, cứ tạo mới ra. Thì ở trong này tôi sẽ skim rename cái gì gì đấy ở trong này. Thì cái file mới tạo ra đây đúng không? Tôi có cái app. Thì tôi sẽ có cái đoạn như này. Đây. Skim hay chấm rename. Rename. Đây là categories phẩy danh gạch dưới mục như này. Và tôi chạy bình thường. Đây cái DB của tôi hiện tại nhá. Category đúng không? Rồi tôi chạy lại. Migrate. Xong chưa? Nó chỉ chạy riêng cái vừa mới sinh ra thôi. Còn những cái nào đã chạy rồi thì nó không chạy nữa. Được chưa? Thì đây chúng ta xem lại cái DB. Đúng không? Được chưa? Vì sao, nhưng mà vì sao nó lại chỉ chạy mỗi cái mà tôi vừa mới sinh ra thôi? Thì đây, các bạn nhìn này, hiểu lý do chưa? Nó sẽ có một cái bảng là bảng migration, nó sẽ nốt lại những cái bảng nào, những cái file nào đã thực thi rồi. Thì những cái file đã thực thi rồi nó bỏ qua. Còn cái batch này, cái này này, nó là chạy lần thứ bao nhiêu? Những cái nào chạy một lần, chung một lần thì viết vào đây. Ví dụ như ba cái này rõ ràng lúc nãy tôi chạy chung một lần đúng không? Ba cái đầu tiên này này. Còn cái này tôi chạy lần thứ hai thì đây, được chưa? Cái này để làm gì? Cái này để nó thực hiện rollback. Nếu mà chúng ta hai chấm hai chấm rollback thì nó sẽ lại xóa cái này đi và trả lại những cái gì mà chúng ta chạy trước đấy. Ví dụ ở đây tôi sẽ có migration rollback lại. À chết mẹ nhầm. Được chưa? Nó rollback lại. Thì chúng ta vào cái phần object này chúng ta. Ủa không thấy trên à? Không thấy đổi về danh mục đúng không? Này có gì đó ngu à? Đúng không? Nhưng mà không đúng luôn nhá. Thực ra là nó vẫn đổi lại đấy. Chúng ta vào cái migration này chúng ta sẽ thấy là nó bị mất đi cái thằng cuối cùng. Đúng không? Chẳng qua là lệnh, chúng ta chẳng qua là cái bảng cái nó vẫn chưa đổi lại tên. Đúng không? Thế vậy làm sao để đổi lại tên? Thì ở trong cái migration bao giờ cũng sẽ có một cái DAO, một cái app và một cái DAO, đúng chưa? Thì chúng ta cái DAO ấy là cái hàm sẽ được thực thi khi chúng ta thực hiện rollback. Đây, được chưa? Tôi sẽ sửa lại cái tên của thằng danh mục để thành category, được chưa? Category này. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ thực hiện cái đổi tên. Clear. Migrate. Bây giờ nó sẽ đổi tên. Đúng chưa? Và tôi rollback lại. Thấy không? Khi mà rollback thì những cái lệnh nằm trong cái hàm DAO này sẽ được chạy. Được chưa? Thì nếu mà giống như ở trên này, nếu mà tôi chạy thì các bạn này, skim drop if exists, tức là xóa nếu tồn tại cái bảng là category. Được chưa? Đó là cái hàm tác dụng của hàm up, hàm down và cái migration 2.rollback. Được chưa? Đấy là đổi tên. Xóa bảng đây, xóa bảng thì drop user này, drop if exists này. Được chưa? Xong như nhỉ? Không thể đứa nào ghi chép gì, tại thật. Lớp toàn siêu nhân.
Tiếp theo, nếu mà chúng ta muốn tương tác với các cột ở trong bảng ấy, ví dụ như kiểu là tạo thêm một cột mới, thì chúng ta chỉ đơn giản là ví dụ ở trong cái thằng ví dụ thằng danh mục đấy nhá, cái thằng danh mục á, mà tôi muốn hiện tại đang có ID, name, parent, ID, description, tôi muốn thêm một cột là feature image chẳng hạn, ví dụ thế thôi, được chưa? Thì tôi sẽ phải tạo ra một cái migration mới là php artisan make migration enter table xanh trừ mục add column, tôi hay viết dài dòng lắm, feature image như này, cách trừ trừ table là bằng danh trừ gạch dưới mục. Đấy, tự tạo cho tôi cái file mới đây, được chưa? Thì nó sẽ có scheme hay chấm table. Lúc này các bạn nhìn này, các bạn nhìn cái create này nhá, nhìn thấy không? Cái create này nó có cái scheme hay chấm create, còn ở đây nó scheme hay chấm table. Thì cái scheme hay chấm create ấy, thì nó sẽ sinh ra câu lệnh tạo bảng, còn scheme hay chấm table nó sẽ giúp chúng ta tạo ra các câu lệnh là cập nhật cấu trúc bảng, tức là cái câu lệnh enter table ấy. Được chưa? Đó, hai cái này nó khác nhau. Thì nếu mà một cái câu lệnh migration của các bạn là muốn sinh sẵn, nó sinh sẵn cho chúng ta cái scheme hay chấm hay chấm table này này, thì chúng ta thêm cái trừ trừ table bằng tên bảng vào cuối, được chưa? Còn nếu mà muốn nó sinh ra cái scheme hay chấm create thì để chắc củ ấy, thì chúng ta sẽ thêm vào đây là trừ trừ create bằng tên bảng như này, được chưa? Thì đó là hai cái khác nhau của hai cái thêm tham số của cái artisan. Thì ở đây tôi sẽ thêm một cột thì là table cho đến string, tên cột là feature image, cái thằng này nullable. Đó, nullable. Thì tôi tiến hành chạy thôi. Còn ở đây chúng ta scheme table này thì chúng ta sẽ drop, rollback thì chúng ta sẽ phải là để tôi coi xem cái rollback của nó xóa cột là như nào. Ô, drop column đây, table drop column, table drop column là feature image. Đó, xóa cột. Được chưa? Chúng ta thử cái nhá. Rename category to danh mục này. Và chết mẹ rồi. À đây rồi, danh mục bây giờ. Và enter table là add column feature image. Đây, chúng ta coi. Reload phát này. Thấy có thêm feature image này đúng không? Add thêm vào. Kiểu dữ liệu thì đây. Chuột phải, design table. Thấy không? Đây, nó không tích, tức là được phép null. Có những cái tích vào là nó null. Được chưa? Thế bây giờ tôi roll back lại. Tôi đố các bạn biết có chạy không? Roll back tức là tôi xóa cái cột feature image ấy. Ô, chạy được không ạ? Ảo vãi. Đáng lẽ không chạy chứ. Mình đang định. Để coi nào. Sao lại chạy nhỉ? Ô, chạy thật không ạ? Không chạy nhá. Nếu chắc là cái phiên bản của tôi nó khác đấy. Chứ còn phiên bản của các bạn nó sẽ không chạy đâu, bởi vì nó là cảnh báo đây này. Để làm được cái đặc biệt là cái drop column hoặc là đổi tên cột ấy, thì các bạn phải cài thêm cái thư viện Doctrine DBOn này vào thì mới chạy được. Chứ không phải là chạy được đâu nhá, không chạy được đâu. Được chưa? Thì để đảm bảo được, không hiểu vì sao luôn, lúc nãy của tôi nó cũng không bị giới hạn như 191. Còn của các bạn nó bị, chắc là do tôi ăn ở tốt không bị. Còn đây, chúng ta copy cái này, chúng ta search cái, cho tôi cái dropping column vào đi. Search cho tôi cái này. Để đảm bảo chạy được đấy, chúng ta search cho tôi cái này. Ở trong cái tài liệu ấy. Chết mất thôi. Auto không có bug. Cốt sợ thật. Vâng.
Từ sau bọn này mình phải kiếm một cái thùng công đức. Để đây đứa nào về cái auto công đức đấy 100. Sau muốn đi đâu đi. Hợp lý nhỉ. Xong chưa? Tìm đến cái đoạn này chưa? Rồi bây giờ copy cho tôi cái đoạn này. Đây cũng là hướng dẫn một cái lần kinh nghiệm cài thêm thư viện bằng Composer. Copy chưa? Copy cho tôi cái đoạn này, doctrine dbon này này. Xong chưa? Chúng ta mở cái file Composer JSON ra. Chúng ta phẩy thêm một cái ở cái chỗ require này. Chết mẹ nhầm. Đây, doctrine 2 chấm string sao. Sao tức là nó lấy phiên bản cuối cùng. Đấy, từ sau chúng ta muốn thêm dùng thêm cái bất kỳ cái thư viện nào trong PHP ấy, thì chúng ta cứ copy cái này như kiểu là cái đường dẫn ở trong Composer ấy. Sau đó là đây là tên thư viện này, còn đây là đường dẫn này, đây là phiên bản này. Ví dụ như cái PHP này nó yêu cầu phiên bản 7.1.3, còn cái này thì file phi developer proxy này thì nó là phiên bản trên 4.0. Được chưa? Xong cái đoạn này chưa? Mỗi lần các bạn thêm, lưu ý này, mỗi lần các bạn thêm một cái thư viện vào trong này thì các bạn phải chạy một câu lệnh ở trong Composer này là Composer cách install. Cái gì đây? What the fuck? So nothing to install or update. Bạn nào? Bạn này coi. Thêm cái 191 vào chưa? Ờ, chứng tỏ thằng này ăn ở rất có vấn đề luôn. Ông cũng biết. Ồ, rồi mang lên đây, chờ tí. À, đây không phải là lỗi đấy. Đây nha. Lỗi của nó lỗi khác. Linh tinh. Đây à. Syntax error on set violation này, blob lỗi khác rồi, blob text column. Tức là cái column parent ID của ông đang để là text cái sau ấy. Đây này. Nhìn thấy không? Cái parent ID phải là integer chứ. Integer thì có default value được, còn text thì không bao giờ người ta có default value. Sai rồi. Ở thì đã đốt. Đâu rồi? Ông dùng cái tool gì đấy? Đây còn dùng tiếng Việt. Ôi giời ơi. Cái đây à? Thấy không? Ôi, cái gì đây? Đây này, column already exists, tức là tên cột đã tồn tại rồi. Đây như, tại sao lại có hai cột tên giống nhau? Phải. Đấy. Quê. Cái nào chạy. Cái này mất mạng rồi. Có mà. MySQL này nó củ đậu lắm, hình như nó cần mạng đấy. Mất mẹ mạng rồi. Ồ, kèo thật này. Sống với người thông minh nó sướng. Tiếp nào.
Tôi xem nào. Không biết tội không? Cái này là cái gì? Thôi đâu, ông đọc lại cho tôi xem nào. Nè, chết đấy. Nhìn chép vào không chép được. Khổ. Vất vả, kinh khủng. Thằng đấy tội tội còn to hơn thằng này cơ. Tội to cực. Bố ấy tạo tim hai cột giống nhau. Sau rồi bắt đầu là bố ấy để đi phong value cho Tết. Bà lắm. Nói chung là sinh viên thì muôn màu muôn vẻ. Thấy sai nhưng mà tao cố tình ý mỉm đấy. Đấy không thấy được, mới bảo ông lỗi nó do ăn ở mà lại. Có sai đâu. Xong chưa? Thằng kia cài được cái thư viện chưa? Cài rồi, chạy rồi á. Chạy Composer Install đi xem nào. Xong rồi nếu mà bạn nào muốn cập nhật lên thư viện phiên bản mới nhất ấy, thì chạy Composer Update thì nó sẽ tự động quét xem có cái thư viện nào mới hơn không thì nó tải về. Lại sai à? Lại tội lỗi à? Thằng cái tên là gì vậy? Hả? Điệp à? Điệp ơi là Điệp. Người ta có Diệp vấn, mình có Điệp bấc. Thánh bấc, thánh lỗi. Xong chưa bạn kia, xong chưa? Cái thư viện đi đi Bion chưa? Trông mặt đần thối thế này là không biết gì rồi. Hỏng rồi. Được chưa? Nếu mà để drop được thì chúng ta phải cài cái thằng này và cú pháp để drop bảng đây. Để drop một cột đây. Chúng ta có cả thay đổi tên cột nhé. Có hết. Đâu nhỉ? Đây, drop index. Rồi foreign key constraint này. Đấy nha nào, trong trường hợp chúng ta muốn đặt foreign key từ bảng này sang bảng kia, đúng không? Thì chúng ta sẽ làm như này, scheme table này. Đầu tiên phải có một cái cột nó là integer và unsigned, tức là như kiểu là không âm được đấy. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ có table này, cho đến foreign. Được chưa? Cột của chúng ta là cột A, user ID. Cái cột sẽ được đặt là foreign key ấy, là user ID. Reference tức là liên kết đến cái cột ID thuộc bảng user. Được chưa? Nếu mà một bảng mà có nhiều foreign key với nhiều bảng khác thì thêm nhiều dòng như này. Vậy thôi. Được chưa? Nếu các bạn thích các bạn thêm vào, còn tôi không thích tôi không thêm. Được chưa? Đấy là set foreign key vật lý nhé bạn. Đây còn on delete, cascade hoặc restrict. Có biết cái này là cái gì không? Hả hả? Nói to coi nào. Bên kia là bên nào? Ui giời ơi, học thằng Dũng mà dốt như thế này à? Dũng là thánh DB đấy. Thật, thằng này DB nó kinh lắm. Cascade là gì nào?
Dạ rồi. Cascade là khi mà xóa bản, xóa cái bản ghi ở bản cha thì nó sẽ xóa hết tất cả các bản ghi có liên kết ở bản con đi trước. Nó tự động nó xóa nên mình không phải xóa. Được chưa? Còn restrict là nó phải yêu cầu là khi mà xóa một bản ghi ở bản cha thì phải yêu cầu là cái bản ghi đấy nó không có liên kết đến bất kỳ một cái bản nào trong cơ sở dữ liệu thì mới xóa được. Được chưa? Còn không thì còn lâu mới xóa được. Đấy là hai cái. Ủa giời ơi. Chết. Thế hệ trẻ bây giờ nát quá. Được chưa? Đây. Hết rồi đây. Xong về phần migration đấy. Có ai thắc mắc gì không? Trông mặt lần thối. Rồi. À, chúng ta hình như Dũng nó cho chúng ta một cái DB của trang làm sao con đúng không? Tự ngồi tạo migration cho cái DB đấy. Làm đi. Nhìn gì? Bởi vì gần hết thời gian rồi, tôi không muốn dạy phần sit đi sit đờ nữa, cho nên là chúng ta ngồi làm rồi thôi. Xem có biết làm không? Xem có gặp vấn đề gì thì sửa luôn. Nhanh, khẩn trương. Trong cái DB đấy có bao nhiêu bảng? Ờ thì tạo 8 đến 9 cái file migration. Đơn giản mà, làm đi, làm luôn. Buồn cười, cái làm sao chấm com là cái, tôi là cái thằng đầu tiên bê về chỗ này. Trước vợ mới làm ở đấy mà. Trước vợ tôi làm ở cái trang làm sao chấm com đấy, xong lên làm leader của đám cộng tác của đám biên tập viên ấy, xong bắt đầu hắn đề xuất làm lại cái giao diện trang làm sao đấy, mình ngồi mình chỉ đạo các thứ các kiểu, xong rồi mình bê luôn đi đem đi làm ví dụ ở Tây Bắc, nên là không biết bao nhiêu khóa rồi suốt ngày lấy ví dụ làm sao chấm com. Chết cười. Đã hiểu cái migration chưa? Dễ mà, cái đấy có cái gì đâu. Làm đi. Có gì cần thắc mắc thì mang lên đây.
làm đi. Hôm sau sẽ đến seeder rồi nhảy sang controller eloquent luôn. Mm-hmm.